Alma Donna E. Alo, và đây là trận đấu giữa hai team Hải Minh và team văn phòng công chứng Bắc Giang. Không biết như thế nào nhưng mà tôi thấy thủ hai team, team văn phòng công chứng Bắc Giang này và team Hải Minh là hai như hai team này đang đều nhau. Và như cái team team Halloween gì gì đấy là cái team đang yếu nhất trong cái bảng F này. Và dường như đây sẽ là trận mà tranh cái vé giải nhì, vé về nhì trong cái bảng đấu này. Khi mà dường như là team Quang Huy là team đang đánh giá đang là điểm số cao nhất bên trong cái bảng F này. Thì hai team này là hai team đang đánh giá là vâng tranh giải nhì, tranh cái suất nhì trong cái bảng đấu này. Các anh nên thắng càng cao càng tốt, thắng càng cao càng tốt, thắng tỷ số trắng càng tốt để có thể tạo ra mình cái lợi thế về mặt hiệu số. Min One của em thủ Harry, vâng một một IA JC. Úi rồi, bốn con voi, câu bốn voi đấy, câu bốn voi chắc không biết câu. Không phải ai có thể biết câu bốn voi như tôi được. Chứ còn gì nữa. Roman. Vâng, Roman, IA, Min One đối đầu với AC nữa, đối đầu với kia quân gì tôi không còn biết. Trận này màu 4 sẽ người dâng L cho... Màu 4 là người sẽ là người dâng... Đây, à không, cánh này là hai cung. Vậy khả năng Min One sẽ người đánh chém, à đánh chém rồi. Hai cho Son một bơ một Ezip là quân gã thủ bên phía văn phòng công chứng Bắc Giang. Oh,
Vâng, quay trở lại trận đấu đầu tiên thì thôi, quần là khá đẹp cho các em thủ bên phía team Quang, Hải Minh. Team này team Hải Minh. AC thủ bắt đầu đẩy quân đi, nhà thế bài những thủ bóng 4 là hơi xấu. Hơi xấu, gặp bóng 8 luôn. Bóng 4 đẩy quân gặp bóng 8 luôn rồi. Đây là bóng 8 cầm quân gì cho Son à? Chưa bánh xe à? Cho Son đúng rồi. Quân thủ bóng 8 là chưa bánh xe, fit luôn. Và không có cửa bên phía băng Bắc Giang nữa rồi. Khi bây giờ 18 chưa bánh xe. Và dường như quân bên phía 18 có hai cho Son, một Pơ, một Ezip. Còn bên này thì có AC, Min. Min tâm lai to vật vã 32-40. Vẫn tội chưa bánh xe rồi. Không phế luôn. Quả này mà có lạc đà công thủ thôi xong rồi. Đèn vội vàng và ăn kịp. Và vẫn có thể thủ nhà được màu 3 đang vậy là rất khét. Bà Yamato tầm này vẫn là 28 đến cung A. Ở trên lúc màu 6 cũng mấy con chém vào thôi, cả màu 7 vào đây nữa. Và bên phía văn phòng công chứng Bắc Giang vẫn đang ốp nhà thủ Minh Oan là Yamato đánh A. Và Yamato cũng giữ thang và sẽ mất thảm. Màu 4 ngay gần đấy mà không gọi nhau cứu. Vâng, cái này màu 4 nhân thủ cho màu 1 nở tung ra rồi là xong thôi. Bên phía bạn là 2 cho so 1 Pơ 1 Ezip. Và ai đã đánh nghe Ezip của màu 5 chưa? Ở còn màu 5 có Ezip không? Màu 7 vẫn đang sóc rất đều. Và bây giờ thì màu 1 phải người giữ dân tốt. Những con lạc đà em thủ màu 7. Vâng, màu 7 vẫn đang đuổi rất ra đây. Những con cung lấy xì thủ màu 4 đang đứng bắt quân. Vâng, Minh Hoàn vẫn đang giữ tham. Tham. Vâng, ô, tham bên đang đè. Màu 5 là người đang to nhất bản đồ. Ezip, càng cỏ. Yeah. Ôi giờ màu 1 đi hồi thôi. Giờ màu 1 đi hồi còn để. Tôi nghĩ là màu 1 đi hồi còn màu 3 Minh Oan có dâng được A không?
dâng được A vào nhà màu 5 không? Không được rồi, màu 5 công tất tay vào nhà màu 1 rồi. Quyết lấy tham màu 1. Giữ ngay đơn cung A này đi, không lại mất tham sâu rồi. Màu 1 sẽ mất tham sâu tên này. Khấu không chạy. Mất tham rất sâu tên này luôn. Ôm hết dân chạy khi cả màu 5 vào đây nữa. Màu 4 phải thủ nhà thật chắc. Màu 5 là người cầm mến cực to. Vâng, dưới này có cả màu 2 nữa. Bây giờ khó rồi. 55 là trăm lai của ấm thủ màu 4. Màu 4 không phải là quá to ở phút thứ 21 rồi. Đây là 17. Căng. Quân bên phía vâng, Hải Bình đá nhỉ hơn. Nhưng phía Bắc Giang có những pha đánh tốt. Vâng, Pơ Min, Man, AC bên cơ bản 2 cho so Pơ. Dính bài Pơ cũng không phải là bài quá đột biến của một game thủ bên phía team Bắc Giang. 60 trăm lai của ấm thủ màu 4 là người to nhất bên phía team Hải Minh trong trận đấu này. Màu 6 có quá nhiều chém của cho son. Đặt có 2. Không, rất khó ở tên ấm thủ màu 7 đang quần thảo. Màu 7 là Persian của ấm thủ Hải hay là cái gì đấy. Quần thảo nhà em thủ màu 1 xong rồi giờ sang đến nhìn nốt em thủ màu 4. Thế bài nhà màu 4 là hơi xấu. Mà bây giờ thì một mình màu 7 thì tôi nghĩ là màu 4 còn đỡ được. Chứ thêm bất cứ một nhà nào nữa chắc màu 4 khỏi đỡ. Màu có một cái hốc. Ủa không, màu 5 to. Màu quá to. Vậy e rất tốt đến từ em thủ màu 4. Vốn vậy e là cực tốt. Bắt trọn vẹn 5-6 của đằng đà của em thủ màu 7 rồi. Rất hay. Nhưng bây giờ vẫn đủ mày gỗ. Căng cò. Màu 5 người quá to. Hở nhà, rất đen. 21, màu 1 không một tính chất nữa rồi. Sóc dần hồi thôi. 39 là tầm này cũng từ màu 3. Màu 3 là người đánh Nga tại nhà. Ngay tại nhà thì bao giờ mới đẩy tới nhà Egypt được. À dâng Nga kiểu này đúng đường đi quân của Egypt luôn. Chặt gỗ 4 chưa? Nâng chặt gỗ 2 chưa? Phải nâng chặt gỗ 2 và đợi cung A thật nhiều lên để có thể đâm công vào Egypt. Tôi nghĩ Egypt cũng đang trên đường lên đầu máu thôi. Cẩn thận độ cái nhà này thua luôn. Lộ nhà BA bắt thua luôn. 41, tham lai màu 3 vẫn đang khá to. Quyết luôn. Vâng, một trận đấu mà game thủ mà đội bạn đánh cái. Vâng, Persian đột biến quá kinh khủng. Vâng, còn hai cho son lại thì nên đời không hề vớ vẩn một chút nào. Cân veo với những game thủ cầm Romania thôi. Cảm thấy tranh nhau không quá nhiều. Còn bài game thủ 1 bị ốp từ quá sớm. Tỷ số là 1-0 cho team Bắc Giang trong cái trận đấu này.